Xin chào toàn thể các bạn thân mến nha. Hôm nay giờ mình vô tình mình đưa cháu mình đi lên bệnh viện Nhi Đồng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh là để khám bệnh, thì mình vô tình mình gặp được một anh là coi như là anh bán vé số, nhưng mà anh không may anh đã cục hai tay. Mình đã xin phép anh để mình quay hình ảnh của anh và biết được cái cuộc sống anh như thế nào nha. Mời các bạn. Dạ em chào anh. Em là trên kênh Phong Cách Sống TV á anh. Dạ. Trên hôm nay em đưa cháu em đi bệnh viện thì em được thấy là anh là cục hai cánh tay. Dạ. Mà đi bán cục như vé số sống hàng ngày, thì em xin phép anh chừng khoảng 5 phút. Dạ. Cho em hỏi anh tên gì ạ? À? Em là Lữ Nguyên Duy. Anh nói rõ lên nói. Em tên là Lữ Nguyên Duy. Dạ. Rồi anh địa chỉ ở đâu anh? Dạ. Sống ở đâu? Em sống ở Thủ Đức. Thủ Đức. Anh cho địa chỉ cụ thể luôn anh. Dạ. 69 đường số 3 phường Tâm Bình quận Thủ Đức. Dạ. Rồi cho em hỏi là cái anh bị là cục hai cánh tay này từ lúc nào anh? Dạ em bị năm 2007. 2007. Lý do mình bị cục hai cánh tay anh? Dạ em đi làm bên điện xây dựng ở Gò Vấp á, em bị điện nó giật. À điện giật rồi về là mình phải cắt hai cánh tay bỏ luôn hả? Dạ. Rồi cái đó là lúc đó mình làm cho công ty hay làm cho... Đó là em làm cho tư nhân. Tư nhân. Rồi chủ có ủng hộ cho mình nhiều anh? Thì chủ thì nó trốn đi luôn rồi, còn chủ nhà thì nó hỗ trợ cho 5 tiền phí. À rồi. Rồi cuộc sống anh bây giờ sao rồi? Dạ cuộc sống em bình thường. Rồi vậy anh có gia đình có con cái gì không? Dạ em hai đứa con mà. Anh được hai đứa con. Bây giờ hiện nay là anh cho cụ thể cái địa chỉ cụ thể luôn anh, địa chỉ cụ thể luôn. Dạ địa chỉ em là 69 đường số 3. Phường Tâm Bình quận Thủ Đức. Rồi là hộ khẩu đó luôn anh. Dạ không, em thuê nhà rồi đó. Ờ vậy là mình quê quán ở đâu anh? Quê quán em ở Quảng Nam. Quê quán ở Quảng Nam. Rồi anh bây giờ được là được hai cháu. Dạ. Cháu lớn nhất là nhiêu tuổi anh? Dạ con em lớn nhất là 15 tuổi rồi. 15 tuổi. Rồi cháu nhỏ? Dạ cháu nhỏ gần 2 tuổi. Rồi chị ở nhà mình, chị nhà sinh sống bằng nghề gì anh? Dạ vợ em làm uống tắc. Dạ, mình giờ đang ở trọ hay là mình có nhà riêng rồi? Dạ em đang thuê nhà em ở. Một tháng thuê nhà của mình là bao nhiêu anh? Dạ tháng nha, em thuê điện nước cũng là 5 triệu 2. À 5 triệu 2 dữ quá. Vậy thôi bây giờ xin phép với các bạn nha. Thì mình đã vô tình mình hôm nay mình đi đưa cháu mình đi khám bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình gặp được anh thì anh cho biết là cuộc sống của anh vừa trước đây thì tay chân anh vẫn lành lặn như mọi người khác. Nhưng sau qua một khi mà anh đi làm điện thì bị điện nó giật rồi anh đã bị cắt hai cánh tay. Thì giờ cuộc sống sinh nhai của anh là anh đi bán vé số hàng ngày để nuôi hai con và phụ cho vợ đỡ vất vả. Hiện nay anh đang sống ở Thủ Đức. Cái địa chỉ của anh hồi nãy anh đã đọc trên đó rồi, thì lát nữa mình sẽ ghi lại số điện thoại mình xin thôi anh cho cái số điện thoại cho cộng đồng mạng tao biết luôn anh ơi. Dạ, số em là 0938 184006. À điện thoại của anh là 0938 188 anh. 184 006. Rồi anh tên gì nói lại luôn anh? Em tên Duy. Rồi anh bây giờ tất cả các cô chú bác anh trên mọi miền đất nước kể cả là ngoại kiều, thì chúng ta nghe anh Duy cái hoàn cảnh của anh Duy như thế. Thì hôm nay thì mình xin phép anh Duy ghi nhận anh Duy được vài ba phút để cho các bạn biết địa chỉ và nơi ở của anh Duy. Hiện nay anh Duy đang bán vé số tại là bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn nếu mà hàng ngày các bạn có điều kiện mà đi lên đến bệnh viện đều có điều có dịp nào đi đến bệnh viện Nhi Đồng 2 thì ủng hộ cho anh, thứ nhất mua cho anh ít tờ vé số, hoặc có điều kiện nữa thì ủng hộ cho anh ít tiền để anh về phụ giúp gia đình cuộc sống trang trải. Thì nói chung là mình hai tay sống còn khó khăn, hố hồ gì anh Duy mà anh đã cục mất hai cánh tay mà anh vẫn còn là coi như là tôi chạy cuộc sống hàng ngày để lo vợ lo con. Thì mình thì trước mình khi ghi hình này mình đã xin phép anh Duy rồi và được sự đồng ý của anh Duy, cho nên mình mới ghi hình đưa lên cộng đồng mạng. Cho nên là mấy bạn đừng có nghĩ là mình tại sao thấy những người ta có tật tay chân vậy mà quay lên. Thì mình đã xin phép anh Duy rồi, đúng không anh Duy? Dạ. Thì giờ địa chỉ của anh Duy là hồi nãy anh Duy đã nói rồi, ở Thủ Đức. Thì lát nữa khi mà các bạn xem ở trong địa chỉ á, trong cái nội dung á, thì nó có địa chỉ đó. Các bạn nếu mà có điều kiện mà khám khá thì đến Thủ Đức rồi hỗ trợ cho anh Duy thì ít một ít thôi, của ít lòng nhiều. Không, anh Duy cũng không mong gì để của là bà con ủng hộ gì nhiều đâu. Giờ trước mắt là anh Duy bán số hàng ngày, anh bán vậy một ngày thu nhập là đủ nhiêu anh Duy? Dạ
em kiếm được 300 mấy. Dạ. Thì thôi bây giờ em xin phép em ghi hình anh ở đây chút xíu rồi em sẽ là sẽ hỗ trợ cho anh là 20 tờ. Dạ. Nhân viên ha. Dạ. Rồi anh cứ chọn cho em 20 tờ. Anh có lấy ra được không? Dạ được. Rồi anh tự tay của anh lấy ra cho 20 tờ. Xin xin phép bạn nha, mình thì cũng không khá giả gì tại vì hiện nay là mình đang đi làm cái kênh YouTube của mình, đó là kênh của mình là Phong Cách Sống TV. Chuyên về làm công tác là từ thiện với đền ơn đáp nghĩa các bạn. Đây anh Duy cục hai tay nhưng mà anh Duy vẫn đếm với số được nha các bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Lóc không đủ. Anh lấy 2 lóc cũng được anh Duy. Yeah. Anh lấy 2 lóc được. Các bạn đừng có nghĩ mình mua có mấy chục tệ số mà mình quay hình ảnh như vậy, nhưng mà trước khi mình muốn là cộng đồng mạng trên mọi miền đất nước biết là anh Duy là cục hai cánh tay, nhưng mà anh Duy vẫn đi bán sống vậy. Tại sao mình không phụ anh Duy để lấy các bạn biết không? Mình muốn cho các bạn biết anh Duy cục hai tay nhưng mà vẫn là cơ tiếp tục cuộc sống bằng mưu sinh của mình nha, chứ không phải là coi như là đi lừa dối hay đi xin đâu. Đấy, đây rồi. Đấy, các bạn thấy không? Rồi. Để anh chị cầm đi, anh lấy tiền. Thì để mình lấy tiền mình đưa cho mình trả cho anh Duy nha các bạn. Nói chung là cuộc sống mình thì cũng không có khá giả gì hơn ai, nhưng mà nói chung là cũng đủ sống các bạn. Rồi. Anh Duy cho em gửi anh gì? Dạ, rồi. Đây. Rồi đây mình cũng gửi tiền vào. Rồi anh Duy có hôm nào thì em sẽ đăng cái kênh, lát nữa em về em sẽ đưa kênh này lên cộng đồng. Dạ. Rồi nếu mà anh đây được phát trực tiếp thì nó dễ quá. Dạ. Nhưng mà tại vì sống nãy giờ không vô được. Dạ. Rồi vậy thôi em xin phép anh Duy cho em gửi lời thăm chị và các cháu. Được mình. Dạ. Khỏe và anh có sức khỏe để lo cuộc sống hàng ngày nha anh nha. Dạ, con cảm ơn. Rồi xin chào anh.